Ôi giời, đi qua con lúc vào đâu. Nói anh thôi giới nhé. Đất phản à. Bán được chỗ ông không phải đơn giản đâu. Mày là cái đá này hơi với ôi dồi. Xe nó vào. Đủ rồi. Đỉnh vãi rồi. Ôi, nó cứng quá. Ôi, không đúng được ra đâu. Ta đến chưa? Ôi. Xấu lắm rồi ơi. Xem này. Xấu lắm, chưa đến đâu. Không thấy gì đâu cả. Ơi. Không biết tụi này có nên lấy được không á.
đưa dạng đâu. Để bên mình cho nó rộng tí. Alo. Đây bên này à. Giời ơi. Khổ lắm à. Làm cách nào để bắt được đâu. Đá này bé rồi nó. Có chịu ra đâu. Trời ơi. Khó lắm mọi người. Độ này cũng chỉ là năng nói thôi ạ. Không phải đâu. Mùa này thì ông ơi làm đủ nuôi con thôi. Ây chà. Thank you.
있어. 있어. Mùa hè thì không như ở dưới Tây đâu. Tháng 9, tháng 8. Mùa này con hơi nơi con nhiều lắm. Nó còn thấp lắm. Muốn có nhiều người thì tháng 4, tháng 5. Tháng 4, tháng 5 nó thấp. Ôi dồi. Tụi này cũng chỉ là nắng ngói thôi. Mình cho nắng đi con. Đây quá tí. Chắc được ăn thôi. Nó là một bể độ nơi con thôi. Chưa có nhiều đâu. Sao mình cho mình không nhìn. Là phánh thôi. Xem nó lấy được miếng bên này không á. Miếng bên này cũng vậy. Ơ nhưng mà sao vậy? Tay rồi. Được không lấy được rồi. Sao lắm. Ôi giời ơi, thấy rồi. Mùa này thì không có hoa, hoa vừa ấy nữa. Ông vừa
về làng đón hoa. Ơi anh em mua nhậu ông cho ông thấy ăn đi. Thế thôi. Con lấy đồ. Nóng quá. Phải chuẩn bị đi thôi. Khi nào mình sẽ kết thúc đại đây nữa.